Chào bạn anh cái thơ quy tê xì vô. Bữa hôm mình nói bạn dùng ba loại thuốc thì bệnh nấm đây, đây là có cấp 85 này không mình sẽ dùng chưa hết nữa. Giờ bên này mình cái này nó sale nè, sale gì nè, cái này cũng là trị bệnh, cái này là trắng bao vệ này, bạn này quét lên cái cây thân là nó y như là cái dạng như bùng bùng quét lên thân cây mà. Nó sẽ bảo vệ cái trồng để lá trắng hiệu quả nè, bảo vệ cây trồng ha. Cái thuốc này mình dùng cũng hiệu quả lắm, là dùng cho trị cho nấm hồng cũng được các bạn. Còn ăn viên nè, ăn viên là ở đây, ăn viên 55 cc. Mình chỉ dùng ba loại này thôi, mình xịt cách nhau cách 10 ngày, mình xịt lần 10 ngày xịt lần hiệu quả. Rồi còn phân xanh 10k đó, xanh mình hết, mình mới mua ký trong nhà mình chưa đem ra. Cái này còn lần này thì này như đây là cũng được xịt nếu tưới cũng được ba lần nữa. Mình sẽ bữa nay mình sẽ tưới một lần nữa cho xong. Còn cái thuốc xanh này là cũng trị nấm, cái này là đặc biệt trị nấm hồng, là ông anh mình mua mình cũng không biết tên đó. Mình mới mua được cái bình xịt xịt rất mạnh ạ, bình xịt xịt mạnh mạnh. Nói chung là mình cũng không biết nơi này nó xì chỗ nào, mình mới bơm đầy mình xì tiêu rồi. Để chúng mình sẽ kiểm tra lại bình này xịt cũng được. Thì thôi bữa nay bây giờ mình những cái mai bệnh của mình á, mình cũng đã trị nên cũng đã được khởi sắc rồi. Còn cái thuốc mà anh đưa mình đây pha lên mình selection lên đây có màu xanh. Cái này mình không biết cái gì, không biết bên bạn biết thuốc này là thuốc gì, thuốc này gọi là thuốc trị nấm trị vàng lá rồi đó. Nhưng mà nó là màu xanh, pha lên màu xanh, xịt lên cây lên nó sẽ xanh luôn. Mình không biết đây ấy cái gì. Còn đây giờ mình sẽ thử cái bình mình coi nó xì chỗ nào mà. Bình mình mới mua mới xin ngoài chợ gì mà sao nó bồm hao dữ lợi xì hết. Bình này xài cũng bệnh đủ các bạn, tốt lắm. Mà mình phải để thử nó xì chỗ nào, nó xì nó đi hơi mà. Hồi nãy mình mới bơm đầy cứng hơi rồi mà giờ mình để từ nãy giờ cái nó đi hơi hết. Mình sẽ thử nó xì chỗ nào. Không biết nó xì đâu thế nào, để lật đầu nó xuống coi nó xì chỗ nào. Nó xì chỗ nào bạn làm hết xì lên nó mới xịt mới được. Chứ xì bạn sẽ vừa xịt vừa xì nó ra nè, bạn thấy dồi ra rất mịn đó, ra đặc điều mà điều sao nó hơi là yếu, không biết nó xì chỗ nào nữa. Mình sẽ kiểm tra lại coi nó xì chỗ nào. Cái này là mình sẽ nhận nó luôn vô thùng nước luôn, thùng khuy nước là xì cái nào mình sẽ biết cái chỗ nó xì ra, xì nó hết. Thì thôi bây giờ bên này mình chỉ quay vậy thôi. Thì mình chỉ giới thiệu ba lô thuốc mình trừ cái này nè. Nói chung hôm nay mình làm bây giờ mình cũng hạn chế trừ ít. Con này thuốc ở ông anh cho mình. Cái này ông thấy mai mình nhiều quá ông cho. Bây giờ ông có là dân trồng mai chuyên nghiệp à. Nhưng mình không biết loại gì nên mình mỗi cho bác xem đây. Đó. Nó xanh như vậy. Select luôn. Ông cho mà thì ông giấu ông không có nói. Ông chỉ nói là mai em bị bệnh vậy em nên xịt cái này. Là cái này anh cho thôi. Thì ông cũng không có ấy. Này này ông cho mình 60 g, chia ra cho 50 g là 18 lít nước, ông chỉ dặn vậy thôi. Mình xịt nãy mình pha một miếng nè, mình chia ra cho 10 này bình là 1 lít rưỡi. Đây, bình này có lít rưỡi nè. Đây. 1.5 nè bạn. 1 lít nè. Nửa lít nè. Đó, mình không chỉ mình vậy thôi, mình không có hỏi thuốc gì, mình tại nhiều khi người ta giấu người ta ấy, người ta không có muốn cho mình biết cái loại thuốc người ta trị bệnh, ra chỉ nói là mai mình bị bệnh vậy là người ta cho mình thôi chứ mình không biết. Thì thôi bây giờ mình quay tới đây thôi, điện thoại mình cũng hơi man để cầu cho 22 tháng này mình có tiền mình sẽ kiếm cái máy quay như nào bèo nhiều, ví dụ máy quay dưa chai gì đó mà lấy mình quay cho rõ. Còn cái điện thoại này ba hồi quay mấy cái video trước mình đang quay đứng cụp cái mình không có kịp nói chào các bạn. Thì thôi sẵn ở đây cũng 4 mấy 5 phút rồi, mình xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Rồi chúc các bạn Tết này thành công. Rồi xin chào ấy, chào các bạn.